Mừng quý vị và các bạn trở lại với em Trường bên Auto 62 với một buổi báo giá những chiếc xe đang được bày bán bên trong cửa hàng Auto 62 ô tô Gầm Cao Hà Nội với địa chỉ kinh doanh 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Quý vị nhé. Và em Trường hôm nay lên sóng lên hình toàn bộ những chiếc xe đang được bày bán bên cửa hàng để quý vị tiện theo dõi và chọn cho mình những chiếc xe mình đang cần, quý vị nhé. Đầu tiên là một chiếc xe của nhà sản xuất Toyota, đó là Toyota Camry với bản 2.0Q năm sản xuất 2021, mang form dáng của 2022, xe lăn bánh hơn 1 vạn km, mang biển số Hà Nội, đang được bày bán bên em với mức giá chỉ nhô tỷ 1, quý vị nhé. Tiếp theo là một chiếc xe vẫn là của nhà sản xuất Toyota, đó là Toyota Yaris với năm sản xuất 2014, ngoại thất màu đỏ và nội thất là màu đen, nhưng điều đặc biệt của chiếc xe là chỉ lăn bánh 2 vạn km với 9 năm sử dụng, quý vị nhé. 2 vạn km zin cam kết với quý vị là km zin, đang bày bán bên em với mức giá là nhô 400, quý vị nhé. Tiếp theo là một mẫu xe SUV của nhà sản xuất Hyundai, đó là Hyundai Santa Fe với năm sản xuất 2021, mang form dáng của 2022 bản Premium xăng, quý vị nhé. Chiếc xe thì đã lăn bánh được 2 vạn km, cam kết với quý vị là km zin, đang bày bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhô tỷ 1, quý vị nhé. Toàn những mức giá rất là tuyệt vời cho những chiếc xe vào thời điểm hiện tại, quý vị nhé. Một chiếc tiếp theo là nhà sản xuất Ford, đó là Ford Explorer với bản Limited, quý vị nhé, 2.3 EcoSport bản Titanium rồi. Thì chiếc xe là năm sản xuất 2019, lăn bánh 5 vạn km, km zin, quý vị nhé, cam kết với quý vị là km zin, và đã lên được rất là nhiều đồ chơi như là bọc lên xuống điện, hay là được anh chủ trước bọc lên một bộ ghế da bò, rất là tuyệt vời, quý vị nha. Với một chiếc xe đã là phân khúc cao và anh chủ trước lại thêm rất là nhiều những đồ xịn cho xe, quý vị nha. Và chiếc xe thì đang được chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhô tỷ 4, quý vị nha. Mời quý vị đi vào bên trong để chúng ta khám phá những chiếc xe đang được bày bán bên em. Tiếp theo là một mẫu SUV của nhà sản xuất Mazda, đó là Mazda CX-5 với năm sản xuất 2018 bản 2.5 một cầu, lăn bánh 5 vạn km, mang biển số thành phố, ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen. Thì một chiếc xe rất là mới, quý vị nhá, đang được chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhô 700, quý vị nhá. Tiếp theo là một mẫu xe của nhà sản xuất Toyota, đó là Toyota Fortuner với năm sản xuất 2020, số tự động một cầu máy xăng, quý vị nha, lăn bánh được đúng 1 vạn km, mang biển số thành phố, thì đang chào bán bên em với mức giá chỉ nhô 900, quý vị nha. Tiếp theo vẫn là một chiếc xe Santa Fe đến từ thương hiệu Hyundai, quý vị nha, với bản xăng đặc biệt năm sản xuất 2021, model 22. Thì chiếc xe đã được anh chủ trước lên rất là nhiều đồ chơi, và đặc biệt là chiếc xe chỉ mới chạy 7.000 km, quý vị nhé. Một chiếc xe siêu siêu mới, quý vị nhé, đang được bày bán bên em với mức giá nhô tỷ 1, quý vị nhé. Và đến với những chiếc xe tiếp theo đang được bày bán bên em để em Trường gửi tới quý vị tham khảo qua màn ảnh. Và toàn bộ những chiếc xe em Trường đang review thì đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết chân xe là nguyên bản theo nhà sản xuất. Và những chiếc xe từ đời 20, 21, 22 thì đều còn được bảo hành hãng, cam kết với quý vị là km zin, quý vị nhá. Tiếp theo là một chiếc xe của nhà sản xuất Toyota, đó là Toyota Fortuner. Nhưng chiếc này là Fortuner bản Legender. Legender là bản cao cấp nhất của Fortuner. Thì chiếc này là chiếc hai cầu, là chiếc full option và chiếc full kịch, quý vị nhá. Thì đang được bày bán với em với giá mong muốn loanh quanh tỷ 3, quý vị nhá. Tiếp theo là một chiếc xe Santa Fe của nhà sản xuất Hyundai, đó là một chiếc xe mẫu model 2022, sản xuất 21, quý vị nhá, lăn bánh 2 vạn km, máy xăng đặc biệt, thì đang bày bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh 1 tỷ 1, quý vị nhá. Một mẫu xe SUV rất là vừa tiền, đó là Kia Sorento, năm sản xuất 2014, bản full xăng, quý vị nhá. Một chiếc xe chạy 7 vạn km, rất là mới và rất là đều xe, thì đang được chào bán bên em với mức giá chỉ nhô 500. Với nhô 500 triệu, quý vị có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, full option, một mức giá quá tốt, quý vị nha.
với một chiếc tiếp theo em Trường gửi tới là một mẫu bán tải. Nhưng chiếc xe này là chiếc xe Ford Raptor quý vị nha. Ford Raptor mang biển số A, năm sản xuất 2019, ngoại thất màu đen, nội thất là màu đen. Và chiếc xe chạy 5 vạn km, một chiếc xe siêu siêu mới quý vị nha. Nhưng một điểm đặc biệt nữa là chiếc xe mang trên mình một biển số vô cùng là VIP quý vị nhé. Với biển số Quảng Bình thì chiếc xe mang biển số 222299. Nếu như anh chủ trước lấy được chiếc biển số này cho chiếc xe này là một quả là một rất là kỳ công quý vị nha. Và cũng rất là mất nhiều những tiền bạc hay là công sức thì mới lấy được chiếc biển cho chiếc xe quý vị nha. Và chiếc xe thì đang được chào bán bên em với mức giá rất là tốt, rất là yêu quý vị nha. Ngoài 900 quý vị có thể sở hữu chiếc xe Raptor biển số A, biển số VIP quý vị nha, 5 vạn km. Và chiếc xe này thì là mang gốc thành phố, vì vậy nên nếu như quý vị mua về Hà Nội thì cũng không phải mất 20 triệu tiền biển, hay mua về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không phải mất 20 triệu tiền biển quý vị nha. Và toàn bộ những chiếc xe em review lên thì đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe nếu như quý vị và các anh chị có nhu cầu mua qua ngân hàng. Và quý vị và các anh chị hãy liên hệ với em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ tư vấn và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị tại Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội quý vị nha. Xin chào tạm biệt.